Mbappe ghi 5 bàn trong ngày Messi vắng mặt. Rạng sáng ngày 24 tháng 1 theo giờ Hà Nội, Paris Saint-Germain đã vùi dập Newcastle 7-0 ở vòng 32 đội cúp quốc gia Pháp. Newcastle, đối thủ của Paris Saint-Germain đến từ giải hạng 6, thành phần của câu lạc bộ này hầu hết là những cầu thủ không chuyên. Thậm chí, sân nhà của Newcastle còn không đủ điều kiện để tổ chức trận đấu. Hai đội được bố trí chơi tại Parc des Princes, sân nhà của Lăng, trước đối thủ không cùng đẳng cấp. Huấn luyện viên Gandio chỉ để Lionel Messi nghỉ ngơi, trong khi Neymar và Kylian Mbappe vẫn đá chính. Bộ đôi trị giá hơn 400 triệu euro của Paris Saint-Germain nhảy múa trong vòng vây của các hậu vệ bán chuyên và thay nhau ghi bàn trong hiệp 1. Sau 40 phút, mảnh lưới của Newcastle đã rung lên 4 lần. Phút thứ 29, Mbappe nhận đường căng ngang từ cánh trái rồi tung cú sút cận thành, bóng chạm một hậu vệ, đổi hướng, đi vào lưới. 4 phút sau, Mbappe dê dắt trong vòng vây của hàng loạt cầu thủ chủ nhà trước khi chuyền cho Neymar dứt điểm từ góc hẹp nhân đôi cách biệt. Phút thứ 35 và 40, Mbappe ghi bàn thứ 3 và thứ 4 cho Paris Saint-Germain đều sau những pha chạy chỗ và dứt điểm tinh tế. Nizazua hoàn tất hat-trick chỉ trong 11 phút. Trước sức chống cự yếu ớt của hàng thủ áo vàng, Mbappe có thêm bàn thắng thứ 4 ở phút thứ 56. Tiền đạo 25 tuổi tận dụng pha băng giá lỗi của thủ môn để dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 5-0. Công đầu thuộc về Neymar với đường chuyền dài khó chịu. Phút thứ 64, tỷ số đã là 6-0, nghiêng về Paris Saint-Germain. Người lập công lần này là Carlos Soler. 15 phút sau, Soler căng ngang vừa tầm từ cánh phải để Mbappe dứt điểm cận thành, ấn định thắng lợi 7-0. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Mbappe ghi 5 bàn trong một trận cho Paris Saint-Germain. Tổng cộng, anh đã có 34 bàn, 8 kiến tạo chỉ sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng thủ đô mùa này. Chiến thắng đậm đưa Paris Saint-Germain vào phòng 16 đội cúp quốc gia. Neymar cùng đồng đội sẽ có 6 ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận Rams tại Ligue 1 ngày 30 tháng 1.